Việc chinh hóa Bạch Sa quấn quýt bên Lý Hùng. Đôi bạn diễn một thời mặc thiết kế cổ trang cùng tạo dáng trên ghế đóng một game show. Đôi nghệ sĩ chấm thi chủ đề đông tây kim cổ trong tập 6 game show cặp đôi hài hước Việt Chinh tạo hình nhân vật Bạch Sa. Người đẹp tây đô chăm chút về tạo hình với áo thêu kim tuyến, vòng trang sức, nữ diễn viên sinh năm 1972 được khen trẻ so với độ tuổi. Lý Hùng vào vai một vị tiên trên thiên đình. Diễn viên Hà Kiều Oanh hóa thân thành nhân vật Thanh Xà bên đàn anh Thanh Bạch. Kiều Oanh cùng Việt Chinh diễn cảnh Thanh Xà Bạch Sa hội ngộ trên sân khấu. Dàn sao Việt háo hức đi xem Hot Boy nổi loạn 2. Minh Hằng, Lý Hải, Minh Hà, Chibu, Gil Lê cùng nhiều sao Việt đến dự buổi ra mắt phần 2 của bộ phim do Vũ Ngọc Đảng làm đạo diễn. Tối ngày 1 tháng 3 tại rạp chiếu phim ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, nhiều sao Việt đến dự buổi ra mắt chính thức bộ phim Hot Boy nổi loạn 2, vốn là người ít xuất hiện tại các sự kiện mà mình không góp mặt. Tuy nhiên lần này, Minh Hằng vẫn dành thời gian đến tham dự vì có mối quan hệ thân tình với đạo diễn Vũ Ngọc Đảng. Với Lương Mạnh Hải, nữ diễn viên cũng không hề xa lạ bởi cả hai từng hợp tác trong Vừa Đi Vừa Khóc. Trong Hot Boy nổi loạn 2, ngoài vai trò diễn viên, Lương Mạnh Hải còn là đồng sản xuất với Vũ Ngọc Đảng. Nghệ sĩ gạo cội trung dân nhận nhiều lời khen cũng như kính trọng của đạo diễn nhờ sự chuyên nghiệp khi vào vai người đàn ông nát ruột trong phim. Còn vai diễn của La Quốc Hùng lại vướng vào mối tình tay ba với Lương Mạnh Hải và gương mặt mới Trần Huy Anh. Ca sĩ Thu Minh ăn mặc gợi cảm đến chúc mừng ekip làm phim. Những ngày qua, huấn luyện viên The Voice tức bực chuẩn bị cho học trò vào vòng đối đầu. Ca sĩ Hồng Nhung, hoa hậu Hà Kiều Anh dù đã bước qua tuổi 40 nhưng vẫn giữ nhan sắc mặn mà. Vợ chồng Lý Hải Minh Hà chống bốn con để đi xem phim. Cặp đôi đẹp của showbiz Việt khiến mọi người ngưỡng mộ nhờ luôn giữ được tình cảm mặn nồng. Chibu và Gil Lê cũng nhận nhiều sự chú ý khi sánh đôi tại buổi ra mắt này. Trong khi đó, siêu mẫu Hà Anh đến dự sự kiện một mình mà không có ông xã đồng hành. Thu Thủy nổi bật không kém nhân vật chính khi chọn bộ đầm dạ hội đưa cá lồng lẫy. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và ca sĩ Uyên Linh hào hứng khi chuẩn bị bước vào rạp để thưởng thức bộ phim được trông chờ này. Ba mẹ Lương Mạnh Hải đến chúc mừng bộ phim đầu tiên của con trai tham gia. Với vai trò diễn viên lần sản xuất, phim chính thức trình chiếu tại các rạp toàn quốc vào ngày 3 tháng 3. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!